Cố lên, sắp ra rồi. Ra nào, ra nào con. Cuối cùng con cũng đã chào đời rồi. Nhanh lên con, theo mẹ, chúng ta phải chạy gấp. Kẻ thù chúng ta đang đuổi ở sau lưng kia kìa. Nhanh lên. Dạ, dạ, thưa mẹ. Vâng, chào các bạn. Chắc có lẽ các bạn biết hôm nay mẹ con tôi là thuộc loài nào rồi đúng không? Đúng vậy, chúng tôi là loài mâu xa sâu rết. Nhưng không hiểu vì sao mẹ tôi vừa mới sinh tôi ra đời mà thôi thì bà ấy đã bỏ chạy hớt hả rồi. Không lẽ bà ấy ngủ với chồng người ta rồi đẻ ra tôi, khiến cho vợ của người ta tức giận chi sát hai mẹ con tôi hay sao? À đâu. Nhanh lên đi con trai, chúng ta là mẹ sẽ chết hết đó. Vâng, vâng, con biết rồi, con sẽ bơi tới mẹ ngay mà. Hả? Cái gì mà đẹp quá vậy? Cái gì mà tròn tròn trông thật là dễ thương. Không biết có ăn được không nữa. Để tới ngửi cái coi. Thơm quá à. Chắc là ngon lắm đây. À, trời đất ơi, sướng quá. Chưa bao giờ mình được ăn cái thứ nào ngon như cái thứ này. Hả? Đằng kia cũng còn thêm một cái nữa kìa. Nhanh chóng tới đó, nút vào bụng mới được. Hi hi hi, thích quá à. Trời đất ơi, vị giống như là trứng hột vịt lộn xào me vậy. Thiệt là đã. Nhưng mà không được, mình không thể ở mãi nơi này và kiếm những cái thứ này để ăn được. Mình còn phải bơi theo mẹ nữa. Nhưng mà những cái này ngon quá à, mình không thể nào cưỡng lại. Ở đằng kia còn một cái nữa kìa. Mình sẽ ăn nốt cái cuối cùng này, rồi sẽ lập tức đi ngay. Wow, thiệt là đã. Chắc không bao giờ mình quên được cái món này đâu. Ủa, mẹ đâu rồi? Mẹ của mình đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ ơi. À, hồi nãy mình vừa mới thấy mẹ mình ở đây mà. Sao bây giờ bà ấy chạy đi đâu mất tiêu rồi? Không, không. Đây, cháu mẹ. Trời đất ơi, trông cháu thật lạ. Con cái nhà ai mà sao ở đây khóc thế này? À, ông là ai vậy? Tôi bị lạc mẹ. Ông làm ơn chỉ cho tôi mẹ tôi ở đâu đi. Ồ, thì ra là một sinh vật kỳ lạ lạc mẹ à. Được rồi, lại đi. Ta cho kẹo nè. Ta sẽ dẫn cháu đi tìm mẹ. Lại đi. Tôi không phải là sinh vật lạ. Tôi là mau xa sâu rốt em bé. Làm ơn giúp tôi đi. Làm ơn giúp tôi. Được, được. Hãy vào bụng của ta đi, trở thành bú sáng của ta. Thiệt là đã. Công nhận thứ sinh vật này ăn ngon ghê. Hả? Vì vậy đau bụng quá, đau bụng quá. Không lẽ thứ sinh vật mong xa sâu rết đó để tàn phá nội tạng của mình hay sao? Không, không, không. Chết chưa, chết chưa. Ta sẽ cắn hết lục phủ nội tạng của ngươi. Cắn lục bụng của ngươi. Ta sẽ chui ra ngoài, chui ra ngoài. May quá, mình còn sống. Cũng may là loài mâu xa sâu rết mình đây có một cái hàm răng vô cùng sắc nhọn, có thể xé toạc mọi thứ. Hả? Gì nữa vậy? Gì nữa vậy? Trời đất ơi, cơ thể của mình to ra. Hay lắm, hay lắm. Mình lớn lên rồi. Chắc có lẽ nhờ hồi nãy mình ăn những cái thứ tròn tròn ngon kia, cộng với thịt của tên cá mập độc ác, cũng khiến cho cơ thể mình bồi đắp dinh dưỡng và trưởng thành như thế này. Thịt quá, sướng quá. Bây giờ mình có thể tung tăng bơi lượn dưới nước được rồi. Wow, dưới đại dương này thật nhiều san hô. Thật là đẹp quá đi mất. Hả? Có những cái con gì tròn tròn nhiều xúc tu dễ thương quá vậy. Mình sẽ tới đó cố gắng cắn bọn chúng xem thử như thế nào. Ôi trời đất ơi, thịt bọn chúng vừa ngon vừa giòn, ngọt nữa chứ. Giống như thịt nướng BBQ quá à. Thích quá, thích quá. Vâng, thưa các bạn, tôi vừa mới được sinh ra thì đã bị lạc mẹ, rồi bị một con cá mập độc ác nuốt vào bụng. Nhưng may mắn tôi thoát ra ngoài và trở nên trưởng thành hơn. Khi trưởng thành rồi, tôi lại tiếp tục xuống đáy biển bắt những con ốc để ăn. Nhưng tôi lại quên mất một điều quan trọng rằng tôi phải đi tìm mẹ của mình. À, cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Hả? Sao, sao giống tiếng của mẹ tôi quá vậy? Không được, không được, không được. Tôi phải bơi tới đó xem thử. Nãy giờ ham ăn quá quên mất chuyện quan trọng rồi. Hả? Không phải, không phải mẹ. Làm ơn cứu tôi đi. Tôi đau quá. Làm ơn cứu tôi. Hả? Được rồi, được rồi.
tôi sẽ cắn lũ sứa này ra khỏi người của bạn. Bạn đi đứng làm sao mà để lũ sứa này bám vào người và giật điện như thế kia chứ? Là tên đòi nợ thế, đang hành hạ ném lũ sứa vào người tôi. Đúng vậy, là do ta ném đó. Nó mượn tiền ta mà tới hạn không chịu trả. Không, tôi trả đủ tiền cho hắn rồi, nhưng mà hắn cứ ép tôi trả lại tiếp tục, tôi chịu không nổi. Hả? Thì ra là một tên cho vay nặng lãi à. Cái tàn độc như thế này, ta sẵn tiện sẽ ra tay với ngươi luôn. Thật đáng ghét. Cảm ơn anh bạn nhiều lắm. Nhưng mà anh bạn có cần tôi giúp lại gì không? Không, không cần đâu. Tôi đi đường thấy chuyện bất bình giúp đỡ thôi. À đúng rồi, anh bạn có biết nơi nào là quê hương của loài mâu xa sâu đó hay không? Không, tôi không biết. Nhưng mà ở phía trước có một tên bạch tuộc già quỷ quái, hắn biết tất cả mọi thứ, hãy đi tìm hắn đi. Hả? Được rồi, được rồi, cảm ơn. Anh bạn hãy bảo trọng nha, tôi đi đây. Thế là nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ mọi người của mình, tôi đã thu thập được một manh mối về quê hương mâu xa sâu rớt của bản thân tôi. Nhưng mà trước tiên tôi cần phải đi tìm một sinh vật có tên là bạch tuộc, bởi vì ông ta sẽ biết rõ hơn và chỉ cho tôi đường tới đó. Và tôi bơi một hồi không mấy khó khăn, cuối cùng tôi cũng đã tới nơi. Nhưng trước mắt của tôi xuất hiện một con bạch tuộc vô cùng tàn độc. Nó đang bắt những sinh vật nhỏ khác và cho vào bụng ăn thịt một cách vô cùng tàn bạo. Hả? Không lẽ tôi nhầm người rồi hay sao? Lại có kẻ tới đây để hỏi thông tin nữa à? Được, ta sẽ chấp nhận lời yêu cầu của ngươi. Mau hỏi đi. Hả? Sao tên bạch tuộc này lại dễ dãi đến như vậy chứ? Nhưng mà thôi, đã tới đây thì sẵn tiện hỏi luôn. Này, tôi muốn hỏi về quê hương của mình. Loài mâu xa sâu rết đang ở đâu? Tôi đang bị lạc đàn và muốn quay trở về đó. Được, loài của ngươi hiện tại chẳng có quê hương ở đâu cả. Loài của ngươi đang bị truy sát và bị ăn thịt bởi một sinh vật khủng khiếp nào đó mà ta cũng không biết. Nhưng mà ta vừa mới thấy một đàn mâu xa sâu rết di chuyển về phía bắc kia kìa. Hả? Cảm ơn ngài bạch tuộc. Tôi đi đây, chào tạm biệt. Đứng lại, ta giúp ngươi, bây giờ ngươi phải đền đáp ta chứ. Hả? Ông muốn tôi đền đáp gì đây? Ta muốn lấy cơ thể của ngươi. Cái gì? Nhưng mà tôi không phải lẹo cái đâu, tôi không thể nào yêu ông được. Khốn kiếp, ai mà thèm, ta chỉ muốn ăn thịt ngươi mà thôi. À, mau thả ra, mau thả ra. Không, tinh bạch tuột chết tiệt, tinh bạch tuột tàn độc. Ta sẽ cắn ngược lại ngươi, cắn vào mắt ngươi, cắn vào sống tu của ngươi. Chết đi, chết đi. May quá, mình phản công lại được rồi. Một tí nữa thì tôi mạng. Hả? Cơ thể của mình lại lớn lên nữa rồi. Giờ thì có vẻ như mình đã thật thụ trưởng thành. Mình to bằng mẹ của mình lúc trước rồi. Hay lắm, tốt lắm. Thôi được rồi, nhanh chóng di chuyển về phía bắc, nơi đó bầy loài mâu xa sâu rớt của mình đang ở đó. Hả? Còn gì nữa vậy? Hả? May quá, mình chưa chết, nhưng người của mình bị thương nặng quá. Không biết thứ gì đã tấn công mình nữa. Hả? Sao xung quanh này lại xuất hiện nhiều xác mâu xa sâu rớt thế này? Hả? Trời đất ơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Hả? Phía trên sao xuất hiện nhiều con cá mập to lớn? Trên người của bọn chúng còn có giáp sắt màu đỏ nữa. Hả? Có phải là con trai hay không? Có phải là con trai hay không? Là mẹ, là tiếng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ bị sao thế này? Chúng ta bị loài cá mập giáp sắt đó tấn công, truy đuổi. Cái loài mâu xa sâu rớt bị giết sạch rồi. Nhanh lên, con hãy ăn thịt đồng loại của mình đi. Thịt đồng loại của mình sẽ giúp con hồi phục cơ thể. Sau đó hãy chạy thật nhanh tìm cách báo thù cho gia đình của mình. Nhanh lên. Dạ, dạ. Tôi vô cùng đau lòng. Tôi không muốn như thế, nhưng không còn cách nào khác. Tôi phải ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong và ăn thịt những con mâu xa sâu rớt khác, khiến tim tôi tan nát. Nhưng mà không còn cách nào khác,
tôi phải giữ cái mạng cuối cùng của loài mâu sa sâu rớt chính là bản thân của tôi, và nuốt họ vào bụng, khiến cơ thể của tôi hồi phục. Sau khi được hồi phục, tôi cũng nhanh chóng bơi thật nhanh, thoát khỏi vòng quay của lũ cá mập giáp sắt. Nhưng bọn chúng đã phát hiện và truy đuổi theo tôi. Không, không! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã bị bọn chúng hội đồng. Lúc này tôi há miệng thật to, cắn loạn xạ, và vô tình cắn vào mang của bọn chúng. Đột nhiên nơi đó chính là điểm yếu và khiến cho một con cá mập chết đi. Tôi nắm bắt được nhược điểm này và liên tục đè ngay mang của những con cá mập giáp sắt khác. Cạp! Và cuối cùng từng con đã bị hạ gục. Tôi ăn thịt bọn chúng, nuốt nguồn năng lượng bí ẩn trong người của bọn chúng, hấp thụ tất cả. Và cơ thể của tôi lại một lần nữa biến đổi, nhưng lần này rất đặc biệt. Wow! Nhìn kia các bạn, người của tôi hình thành một lớp giáp sắt rất đẹp. Trời đất ơi, thiệt là ngầu, thiệt là đã. Đến lúc rồi tôi cảm thấy tự tin và nắm bắt được nhược điểm của những con cá mập giáp sắt đó. Tôi sẽ tiếp tục quay trở lại và giết những con cá mập còn lại để rửa mối hận của loài mâu sa sâu rớt với bọn chúng. Ê, con mâu sa sâu rớt khổ kiếp, mày dám ăn thịt động lại của tao à? Hả? Hắn mạnh quá, mau đi báo cáo chủ nhân đi. Hả? Không ngờ các ngươi còn có chủ nhân nữa à? Các ngươi cứ chạy đi, chạy đi. Ta sẽ chi đuổi tới chỗ của chủ nhân các ngươi và thanh lý luôn một thể. Những thứ ác độc như các ngươi không thể nào tồn tại dưới biển sâu này được đâu. Chủ nhân ơi, chủ nhân ơi, có một con mâu sa sâu rớt giám sát nó giết hết đồng loại cá mập của chúng tôi rồi. Hãy báo thù cho chúng tôi đi. Hả? Nó tới rồi kìa. Chết tiệt, con mâu sa sâu rớt kìa, mày dám giết đàn em của tao trước mặt của tao à? Tao sẽ nghiền nát mày. Tao không sợ ngươi đâu. Ngươi là một tai tình biến, chứ không biết bảo vệ sinh vật khác. Ngược lại dung túng cho lũ cá mập giáp sắt đó đi ăn thịt những loài hiền lành khác, đặc biệt là đụng tới gia đình của ta. Bây giờ ta thay mặt cho gia đình của mình, hãy tiêu diệt luôn ngươi, thay thế ngươi tới tai tình biến khốn kiếp. Cuối cùng, nhờ cái hàm răng sắc nhọn của loài Mosasaurus và cái lớp giáp sắt vô cùng đặc biệt mà tôi đã đánh bại được tài tình biển cả, kẻ chủ mưu bảo kê tất cả những việc sai trái dưới biển này. Kể từ đây mọi chuyện sẽ trở nên yên bình, và đó là toàn bộ hành trình sự phát triển từ một con Mosasaurus bé nhỏ trở thành một chiến binh giáp sắt vô cùng vĩ đại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.